Hi, chào các bạn. Nay mình cho con cá ngân lông quá bối của mình ăn sâu nè các bạn. Đây là sâu nè. Sáng mình mới mua 20.000 sâu mình cho gà ăn rồi. Còn dư miếng mình cho cá nè. Các bạn thấy sâu không? Sâu này mập lắm nha các bạn. 20.000 là một đống luôn á. Mình cho mấy con gà của mình ăn. Giờ tới mình cho con cá này nè. Chắc ngày mai mình phải vớt mấy con cá này ra hết, nuôi một con cá này thôi. Ngân lòng quá bối. Để mình cho nó ăn nha các bạn. Bạn thấy sâu không? Nè mình bỏ xuống rồi. Không thấy nó ăn không? Cá này ăn sâu ghê lắm các bạn ơi. Táp lẹ ghê các bạn. Nước cạn quá, mời chắc phải bơm nước. Mấy con cá này cũng ăn sâu nữa các bạn. Nguyên bầy cá này nó con nào cũng muốn ăn sâu hết chứ đó. Mấy cá nhỏ nó ăn luôn. Đấu gì các bạn. Mình cho nó ăn đêm nha. Sáng mình cho nó ăn cử rồi. Chiều đi làm về mình cho nó ăn thêm cử nữa. Chết rồi. Nó nhồi hết trơn các bạn. Đấu dữ rồi. Bỏ xuống miếng nào là hết miếng đó nha. Miếng sâu này cắn lủng bọc hết trơn. Mình đây thêm hộ cái dĩa của mình nữa nè. Các bạn thấy không? Cái dĩa thì mình cho nó ăn thức ăn này. Thức ăn của Thái.